Sáng ngày 8 tháng 4, tại xã Nguyên Khê, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức vòng sơ khảo hội thi trưởng ban công tác mặt trận giỏi cụm số 1. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Thường trực, trưởng ban tổ chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Đồng chí Đỗ Hồng Bích, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, huy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, huy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đồng chí Nguyễn Thị Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện. Tham gia hội thi trưởng ban công tác mặt trận giỏi năm 2023, cụm số 1 có 8 thí sinh là trưởng ban công tác mặt trận các thôn của 8 xã thị trấn gồm Uy Nỗ, Xuân Nộn, Nguyên Khê, Xuân Canh, Tàm Xá, Vân Nội, Tiên Dương và thị trấn Đông Anh. Đây là những thí sinh đã đạt giải nhất tại hội thi trưởng ban công tác mặt trận giỏi tại các xã thị trấn. Các thí sinh lần lượt trải qua 3 phần thi, gồm phần thi chào hỏi, phần thi kiến thức trắc nghiệm và phần thi xử lý tình huống. Bằng hình thức sân khấu hóa, ở mỗi phần thi, các thí sinh đã khéo léo kết hợp giữa việc giới thiệu bản thân với quá trình công tác của người trưởng ban công tác mặt trận trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia giải quyết các mâu thuẫn thường xuyên xảy ra ở địa phương. Cùng các cuộc vận động, huy động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc thi xây dựng và giữ gìn thôn xóm ngõ sáng xanh sạch đẹp an toàn. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và năm có 30, vân vân. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Trần Ngọc Linh, trưởng ban công tác mặt trận thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, giải nhì cho thí sinh Ngô Văn Đáp trưởng ban công tác mặt trận thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, đồng thời cho hai giải 3 và 4 giải khuyến khích cho các thí sinh tham dự. Hội thi trưởng ban công tác mặt trận giỏi năm 2023 được tổ chức là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở gặp gỡ, giao lưu, trao đổi học tập những kinh nghiệm hay, cách làm mới trong việc đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng củng cố tổ chức và hoạt động mặt trận ngày càng vững mạnh góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở các địa phương